Ôi chết, bấm quay rồi à? Rất xin lỗi anh em nhé. Lâu lâu thì cũng phải cạo râu một tí cho nó đẹp trai. Hôm nay thì nhân cơ hội là một tháng nữa Windows 11 bắt đầu được chính thức phát hành, thì mình sẽ chia sẻ với anh em 5 điểm mà anh em nên biết trước khi anh em update Windows 11 nhé. Chúng ta bắt đầu luôn vào video thôi, nhưng mà anh em thì ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình đấy. Bắt đầu. Thứ nhất đó chính là ngày ra mắt chính thức. Anh em đã được cài đặt sẵn Windows 11 rồi, nhưng mà hiện tại Windows 11 vẫn ở phiên bản beta. Ví dụ như chiếc Surface 7 Plus đây của mình đang cài đặt sẵn phiên bản 11, bản thử nghiệm thôi, nhưng mà nó cũng rất là mượt và rất là ổn định rồi. Còn ngày chính thức đó chính là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021, nhà nó rơi khoảng gần đúng một tháng nữa, 30 29 30 ngày nữa là anh em sẽ được cập nhật lên Windows 11. Cái thứ hai mà anh em cần quan tâm đó chính là về mặt cấu hình. Cấu hình anh em phải đáp ứng được thì mới lên được Windows 11 anh em nhé. Theo mình tìm hiểu ấy thì tất cả những chiếc máy mà có cấu hình từ 2013 đến bây giờ có thể lên được Windows 11 một cách thoải mái, từ cài file ISO hay là update thủ công nó đều có thể lên được. Tuy nhiên những chiếc máy ở mainboard không hỗ trợ phần bảo mật TMP của Microsoft thì anh em sẽ phải update bằng file ISO. Còn đâu mà những chiếc máy nào thỏa mãn những cái yếu tố bảo mật thì anh em sẽ có thể update một cách tự động ở trong setting. Cái thứ ba mà anh em cần quan tâm đó chính là update hoặc là nâng cấp Windows 11 thì có mất tiền không. Nếu mà như anh em đang sử dụng những chiếc máy Surface thì anh em vô tư đi, anh em sẽ được lên Windows 11 một cách miễn phí, kể cả sau này có những Windows 12 ra đời thì vẫn là miễn phí cho anh em. Còn những anh em sử dụng máy tính bàn hoặc là những chiếc máy tính khác thì anh em lưu ý cho mình như thế này: với những chiếc máy mà anh em đang sử dụng Windows 10 bản quyền thì anh em sẽ được update lên Windows 11 một cách miễn phí đến tháng 5 2022. Còn đối với cả những anh em nào đang sử dụng Win Crack hoặc là những Win từ phiên bản Windows 7, Windows 8 thì khi update lên Windows 11 anh em sẽ phải trả phí, lưu ý điều đó. Điều thứ tư mà anh em phải quan tâm đó chính là lúc giới thiệu Windows 11, Microsoft đã giới thiệu một tính năng đó chính là có thể cài app Android vào trong Windows 11. Vậy phiên bản chính thức ra mắt vào mùng 5 tháng 10 sắp tới đây có được hỗ trợ hay không? Câu trả lời là không. Tuy nhiên, Microsoft cũng cam kết rồi, phiên bản đầu tiên mặc dù là chưa có hỗ trợ app Android nhưng mà sắp tới Microsoft sẽ nâng cấp, sẽ update sớm nhất dành cho anh em, chậm nhất là vào mùa hè năm sau. Nên việc hỗ trợ app Android trên những chiếc máy Windows 11 là chắc chắn sẽ xảy ra. Và điều thứ năm cũng là điều cuối cùng, đó chính là Windows 11 có làm tăng hiệu năng của máy hay không? Câu trả lời của mình là có anh em nhé. Ví dụ mình đã cài đặt Windows 11 lên chiếc Surface Pro X, mình thấy rõ ràng một điều là khi anh mình đã thử bật chơi game hoặc là thử dùng những phần mềm đồ họa thì ở trên Surface Pro X chạy chip SQARM ấy, hiệu năng nó đã được cải thiện đáng kể. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ đợi bản phiên Windows 11 mới nhất thì mới chính xác được điều đó. Nhưng mà mình tin Windows 11 sẽ cải thiện hiệu năng của một số máy đấy. Rồi, đó chính là 5 điểm, 5 điều mà mình muốn anh em quan tâm trước khi anh em cài đặt lên Windows 11 ở trên máy tính của anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.